Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phóng sự vai trò tiên phong của đảng viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Điện Biên Đông. Tiếp đó giới thiệu về những tấm gương đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế tại xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vừa qua Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên tổ chức trao huy hiệu 30 đến 60 năm tuổi Đảng cho 50 đảng viên trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên tổ chức trao huy hiệu 30 đến 60 năm tuổi Đảng cho 50 đảng viên trên địa bàn huyện. Trong đợt này, Đảng bộ huyện Điện Biên có 50 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu, trong đó một đồng chí được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 15 đồng chí được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 13 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 17 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại các buổi lễ, lãnh đạo Huyện ủy Điện Biên chúc mừng, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Lãnh đạo Huyện ủy Điện Biên cũng mong muốn các đảng viên tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, là tấm gương sáng cho lớp con cháu noi theo. Đề nghị các cấp ủy Đảng thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của đảng viên để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã nỗ lực quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới bằng các giải pháp cụ thể, nhờ đó đã kết nạp được trên 5.540 đảng viên mới. Thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng trong tỉnh tích cực tuyên truyền về công tác phát triển đảng viên, tập trung tạo nguồn kết nạp đảng là đoàn viên thanh niên, cán bộ, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội, bộ đội xuất ngũ, công nhân lao động trong các thành phần kinh tế, đồng thời giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho từng đảng bộ trực thuộc, tăng cường lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, gương mẫu trong phong trào để có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện và tạo điều kiện giúp đỡ họ phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sau nửa nhiệm kỳ 2020-2025, toàn tỉnh kết nạp 5.540 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh lên hơn 45.580 đảng viên. Cũng trong nửa nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh thành lập chi bộ ở 13 trạm y tế, 56 thôn bản, 14 doanh nghiệp tư nhân. Đầu nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Điện Biên Đông còn 29 chi bộ sinh hoạt ghép. Để đạt được mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 xóa bản trắng chi bộ, Huyện ủy Điện Biên Đông đã chỉ đạo các cấp ủy triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Theo đó, Đảng ủy các xã thị trấn xác định rõ vai trò lãnh đạo, coi công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn phát triển đảng viên và có các giải pháp phù hợp thiết thực để tháo gỡ những khó khăn ở các thôn bản chưa thành lập được chi bộ. Bằng những giải pháp linh hoạt cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ huyện Điện Biên Đông thành lập mới 16 chi bộ thôn bản, đồng nghĩa với xóa được 16 bản chưa có chi bộ. Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ huyện Điện Biên Đông hiện có trên 3.800 đảng viên, trong đó 76% đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, những đảng viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đang ngày càng phát huy vai trò đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế xã hội, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng. Đảng viên Quảng Văn Nội, trưởng bản Na Cảnh, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông là một trong những người luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương. Nhờ mạnh dạn đầu tư chuyển đổi phương thức sản xuất, gia đình ông Nội đã thành công với mô hình chăn nuôi gia súc và kinh doanh hàng tạp hóa. Với nguồn thu ổn định trên 150 triệu đồng trên năm, ông Nội trở thành điển hình đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế của bản, xã. Phát triển kinh tế gia đình là vừa trồng trọt, vừa chăn nuôi, vừa bán hàng tạp hóa để phục vụ cuộc sống hàng ngày, để phát triển, để xóa đói giảm nghèo. Mình là một người đảng viên thì rất là phải gương máu hơn bà con để cho bà con nó nhìn nhận mình là làm ăn. Còn với đảng viên trẻ Lò Văn Minh, đã có kinh nghiệm 3 năm làm phó bí thư chi bộ tổ dân phố 3 thị trấn Điện Biên Đông. Anh đã cùng chi ủy tổ dân phố tập trung lãnh đạo công tác phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên. Mỗi năm, chi bộ tổ dân phố 3 phấn đấu kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên. Hiện chi bộ có trên 30 đảng viên trẻ chiếm tới 60%. Bên cạnh đó, anh Minh còn là người nhạy bén với phát triển kinh tế. Nhận thấy địa phương có điều kiện tự nhiên phù hợp với cây ăn quả,
nên anh đã tham khảo học tập nhiều nơi về kỹ thuật trồng cây ăn quả. Anh mạnh dạn vay vốn để đầu tư trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gia súc, nuôi cá. Mô hình của anh hiện cho thu nhập khá. Với tinh thần sức trẻ, thì cá nhân tôi thì vẫn là thường xuyên có các ý kiến để đóng góp trong các buổi sinh hoạt của chi bộ, cũng là nhận được sự khích lệ từ các đồng chí trong chi bộ để đánh giá cái sự cố gắng của cá nhân. Dạ vâng, thì cá nhân tôi thì vừa là đảng viên trong chi bộ, tuy nhiên là cũng là một đoàn viên của chi đoàn, thì cũng thường xuyên tham gia các hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh niên của trong tổ dân phố. Trong việc phát triển kinh tế gia đình thì thực hiện theo chủ trương chung, vừa phát triển kinh tế gia đình vừa phát triển xã hội, thì bản thân tôi cũng thực hiện việc chăn nuôi cũng như là trồng trọt, thực hiện theo chủ trương áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật vào trong chăn nuôi, cũng mang lại hiệu quả kinh tế. Hơn 1.000 mét vuông lúa ruộng bậc thang của gia đình ông Tráng A Của ở bản Tỉa Dình 2, xã Tỉa Dình, huyện Điện Biên Đông là thành quả của nhiều năm tích cực khai hoang. Trước đây, gia đình ông Của chỉ gieo trồng lúa nương nên năng suất không cao. Sau khi được anh Giàng A Sinh, cán bộ xã Tỉa Dình, động viên và hướng dẫn khai hoang ruộng lúa nước, gia đình ông đã làm theo. 2 năm trở lại đây, gia đình ông Của đã tự túc được lương thực, không còn thiếu ăn mỗi khi giáp hạt. Bây giờ là cũng được sự tuyên truyền của cấp ủy chính quyền, rồi là các cấp lãnh đạo, thì bây giờ là nương thì rất là vất vả, cho nên là bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cái mệnh nương thì khai hoang ruộng như này để làm cho đỡ vất vả cho con cháu sau này, và để con cháu sau này còn có cái ăn. Trước đây tại bản Tỉa Dình 2, xã Tỉa Dình, người dân chủ yếu canh tác trên nương. Người nông dân dù quanh năm vất vả nhưng thu nhập từ cây lúa nương cũng chẳng đủ ăn. Từ năm 2018 đến nay, xã Tỉa Dình đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động bà con trong bản tích cực khai hoang để làm lúa ruộng. Cùng với chính sách hỗ trợ khai hoang và giống lúa mới, bà con từng bước mở rộng diện tích. Hiện nay, diện tích ruộng bậc thang của bản Tỉa Dình 2 là gần 20 ha. Để có được kết quả này, có vai trò tiên phong không nhỏ của đội ngũ đảng viên trên địa bàn, trong đó có đảng viên Giàng A Sinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tỉa Dình, là người tiên phong khai hoang ruộng lúa nước. Không chỉ khai hoang ruộng lúa nước, anh Sinh còn trồng cỏ để chăn nuôi gia súc. Kiên trì với phương châm nói cho dân hiểu, làm để dân tin, hiệu quả từ mô hình của anh Sinh đã dần thay đổi được nếp nghĩ, cách làm của bà con. Bản thân tôi thì là một cán bộ đảng viên, đang công tác ở xã, cũng là đang sinh hoạt ở chi bộ trong bản ấy, thì ngoài cái việc hành chính ở cơ quan nhà nước thì tôi thì cũng xác định là cũng làm cái kinh tế cho gia đình. Thứ nhất là tôi cũng chăn nuôi trâu bò, cũng trồng cỏ, rồi là rào chăn nuôi trâu bò này, rồi là gà, và cũng làm trồng ngô này, rồi là trồng bí, trồng lúa để phục vụ cho gia đình. Thứ nhất là phục vụ cho gia đình, còn thứ hai là cũng làm gương, gọi là cho các hộ gia đình ở trong bản để học tập và noi theo. Đảng bộ xã Tỉa Dình hiện có gần 170 đảng viên. Theo chia sẻ của đồng chí Tráng A Dia, bí thư đảng ủy xã Tỉa Dình, với đặc thù của một xã vùng cao còn nhiều khó khăn, nên những tấm gương người thật, việc thật của các đảng viên đã trở thành động lực để người dân trên địa bàn xã học tập và làm theo. Nhờ những tấm gương đảng viên đi đầu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã giúp cho người dân thay đổi nhận thức và có hướng đi mới trong phát triển kinh tế, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đó là về cái tình phát triển kinh tế là rất là quan trọng. Đấy, như vậy là tuyên truyền vận động để các cái đồng chí cán bộ đảng viên phải thực hiện các cái chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, đặc biệt là tình phát triển kinh tế. Đây ở trên địa bàn thì trong thời gian vừa qua thì cũng có một cái thế mạnh là xuất khẩu lao động. Đấy, như vậy là trong cái hiện tại là trên địa bàn xã thì cũng có 133 người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Đấy, trong đó trong cái số 133 thì cũng có 6 đồng chí là đảng viên. Mà trong cái số đảng viên còn lại thì cũng đã có một số đồng chí mạnh dạn
Đấy, bây giờ là chuyển đổi những cái mảnh nương mà ngày xưa là hay trồng trồng cây lúa, cây ngô để sang gieo cái cỏ. Đấy, để cho con chăn nuôi. Thời gian qua, đội ngũ đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Điện Biên Đông đã phát huy vai trò trách nhiệm với cộng đồng. Họ chính là những nhân tố tích cực, cầu nối giữa chính quyền cấp cơ sở với cộng đồng thôn bản, là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong vận động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Gương mẫu trên các lĩnh vực ở vùng dân tộc thiểu số, có nhiều công lao đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự. Trước tiên bản thân là bí thư chi bộ là phải những gì làm trước, nói trước, làm trước và nghiên cứu xem xét những cái gì phát triển thì mới đưa người dân đi và những cái gì cảm thấy không phát triển thì là bỏ đi. Đầu tiên là người dân chưa viết, chưa hiểu là ai cũng không muốn đi, không muốn làm là có thể là sợ đố bốn hay là thế nọ thế kia. Nhưng bản thân tôi cố gắng từ đầu tiên là trồng sắn, người dân cũng bảo là không được, nhưng cuối cùng bản thân tôi đã làm được. Và thứ hai nữa thì cũng có số tiền dôi dư một tí, gia đình mới tích góp mua bò để nuôi, chăn nuôi. Và đầu tiên thì người dân toàn bản toàn đi chăn dắt hay là thả rông, nhưng bây giờ bản thân bí thư chi bộ là đầu tiên trồng cỏ này và cắt cỏ trên nương này, dưới ruộng này ra cho trâu bò ăn, là không đi chăn nữa, vẫn có một thời gian đi làm giúp đỡ vợ con gia đình trong làm ruộng nương. Có thể nói là trong thời gian vừa qua thì cán bộ đảng viên nói chung, trong đó thì đảng viên là người dân tộc thiểu số nói riêng, đã nêu cao cái tinh thần tiên phong gương mẫu trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Có nhiều đảng viên là hội viên, đoàn viên của hội nông dân, hội phụ nữ tham gia tích cực vào các mô hình phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo. Nhiều đảng viên thì đã vươn lên thoát nghèo. Cái thứ hai nữa là tích cực tham gia góp công, góp sức, góp tiền và kể cả hiến đất để xây dựng nhà văn hóa thôn bản, rồi làm đường bê tông nội bản, rồi tham gia các phong trào, các hoạt động bảo vệ môi trường ở tại các thôn bản. Những cái hoạt động của đảng viên nói chung và đảng viên là người dân tộc thiểu số ở trên địa bàn huyện nói riêng trong thời gian qua đã trở thành cái tấm gương để cho quần chúng nhân dân noi theo. Việc chú trọng quan tâm phát triển đảng viên nói chung, đảng viên là người dân tộc thiểu số nói riêng đã giúp các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện Điện Biên Đông không ngừng vững mạnh. Đội ngũ đảng viên luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, trở thành những hạt nhân trong tuyên truyền vận động, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số được thuận lợi, hiệu quả hơn. Qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Thưa quý vị, những năm qua, đội ngũ cán bộ đảng viên xã Lây Nưa, thị xã Mường Lây luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng cùng đảng bộ, chính quyền xã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Năm năm trở lại đây, câu chuyện làm giàu của đảng viên Lò Văn Tắn ở bản Ho Cang được nhiều người dân trong xã Lây Nưa biết đến và luôn lấy đó làm gương. Ông Lò Văn Tắn hiện là trưởng ban công tác mặt trận bản Ho Cang, xã Lây Nưa. Sau khi thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, ông Lò Văn Tắn đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 2.000 m2 đất màu, ruộng nước sang đào ao thả cá. Cùng với hơn 2.000 m2 ao của gia đình, ông Tắn cũng thuê thêm gần 2.000 m2 ao khác để phân chia thành hai khu vực, nuôi thả cá thịt và ương các loại cá giống. Hàng năm, gia đình anh xuất bán ra thị trường khoảng 3 tấn cá thịt và trên 10 vạn con cá giống các loại. Cũng xuất phát từ là làm mình sản xuất thấy kém hiệu quả. Ví dụ như cái đất này ngày xưa là đất trồng lúa, nhưng mà thấy là trồng lúa nó kém hiệu quả hơn, thu nhập nó kém hơn, thì gia đình
quyết định là chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản. Từ chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản thì mình mày mò tìm tòi rồi làm nuôi được con cá bố mẹ hay là cho con cá đẻ. Làm cá đẻ thành công thì mình thấy là cái thu nhập của gia đình nó tốt hẳn lên. Riêng bản thân là trưởng ban công tác mặt trận của bản Hoa Cang đây thì nói chung là mình phải làm gương về mọi mặt, nói chung là mình phải làm tốt về làm tốt cái công tác chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, rồi tuyên truyền cho bà con nhân dân noi theo. Nhưng mà để bà con nhân dân theo mình thì mình phải làm tốt, bản thân mình làm tốt, kể cả về lĩnh vực kinh tế với lại cả biện pháp tuyên truyền mọi mặt ở trong xã hội ở bản. Thì từ đấy thì mình duy trì bản thân mình tốt thì dân người ta lại noi theo. Cũng với tinh thần gương mẫu trong phát triển kinh tế, ông Lâm Văn Phát, một đảng viên ở chi bộ bản Mo 2 cho biết, muốn thoát nghèo thì phải thay đổi tư duy phát triển kinh tế, nên gia đình ông đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Qua nhiều năm chăn nuôi lợn không hiệu quả, năm 2021, ông quyết định đầu tư 100 triệu đồng để xây dựng chuồng trại và mua bò giống về nuôi. Để đàn vật nuôi phát triển tốt, ngoài chủ động về nguồn thức ăn, ông còn dành nhiều thời gian để tìm hiểu về kỹ thuật chăn nuôi. Tuy nhiên, do mới nuôi lần đầu nên cũng không tránh khỏi việc gia súc bị dịch bệnh. Không nản chí, ông Phát tiếp tục học hỏi thêm kinh nghiệm để việc chăn nuôi đạt hiệu quả. Tôi cũng lên đây để làm ruộng và chăn nuôi. Đến giờ là tôi cũng đã nuôi nhiều lợn, nhưng mà vì điều kiện là giá lợn nó cũng rất là bấp bênh. Vậy đấy thì tôi cũng muốn chuyển đổi là trồng nuôi bò sinh sản đấy để phát triển kinh tế gia đình. Vậy đấy bây giờ tôi cũng đang gây được 17 con bò với là 2 con trâu, 2 cặp mẹ con trâu. Giờ tôi cũng đang muốn là mua thêm 1-2 cặp trâu nữa để cho nó đã bó cung rồi thì cũng phải nên đầu tư vào thêm thôi. Đấy, để phát triển kinh tế gia đình cho nó ổn định hơn. Cách làm của những đảng viên như ông Tắn, ông Phát đã và đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của nhiều bà con trong vùng. Hiện trên địa bàn xã Lai Nưa, thị xã Mường Lai đã hình thành các mô hình kinh tế gia trại tổng hợp, mô hình chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao. Gia đình tôi trồng nấm thì cũng lâu năm rồi, cũng hơn 10 năm rồi. Thì gia đình tôi cũng được học hỏi và được tập huấn ở công ty nấm với lại kết hợp với đoàn thị xã. Đến tập huấn và mấy chị em ở bản đây cũng kết hợp nhau làm nấm. Và cũng tận dụng cái số rơm để mình thu hoạch xong ấy. Trồng nấm này là cũng ban đầu thì cũng hơi vất vả, nhưng mà sau này thì mình đã đóng bịch xong thì bắt đầu là chỉ có treo lên mà hái thôi, và thu nhập cũng khá cao ạ. Bán cũng ra thị trường cũng bán được, nghĩa là cũng dễ bán. So với những năm trước kia thì gặp rất nhiều khó khăn, là từ khi được vay vốn của ngân hàng chính sách nên gia đình cũng đã vay và cũng đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong chăn nuôi, thì đến thời điểm này thì gia đình cũng đã khá giả hơn năm trước và cũng đã có tiền để nuôi con cái ăn học và cũng đã làm được nhà cửa và sắm đồ dùng trong gia đình, trong sinh hoạt. Là một đảng viên thì đầu tiên mình cũng phải gương mẫu và vận động tuyên truyền bà con này, góp công này, hiến đất để xây dựng những công trình cho bản, ví dụ như là đường nội đồng này, đường nông thôn, và cũng góp đất, vận động bà con hiến đất để xây dựng nhà văn hóa. Đảng bộ xã Lai Nưa, thị xã Mường Lai có trên 340 đảng viên, trong đó số lượng đảng viên làm kinh tế giỏi chiếm đa số. Chính vai trò tiên phong và hiệu quả từ những mô hình kinh tế của gia đình các đảng viên trong xã đã trở thành động lực để người dân địa phương mạnh dạn hơn trong triển khai những mô hình kinh tế mới, hướng đến quy mô sản xuất hàng hóa, đúng như tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 21 đã đề ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên.